nó đã tỉa bông rồi, các bạn có thể bông nè, từ trong, từ nhánh trong ra tới nhánh ngoài. Rồi bên này nữa, đây là những cái nhánh ở dưới, nó đều đạt chuẩn gì gì thì bông bằng tay các bạn không, tay nè, ôm không hết, nó chưa đạt cái kích cỡ lớn nhất đâu, nó còn bự nữa. Cái này trong vòng 7 ngày tới tiếp theo nó còn bự khủng lên nữa. Còn những cái nhánh ở trên, đã lắm, tuyệt vời lắm đó các bạn, hay những cái nhánh xương cá nè, bông ha, ha về bông đó, nó đã lắm. Vâng, chào các bạn trở lại với kênh của mình, kênh Kỹ sư Thái giải pháp nông nghiệp, và hôm nay mình ghé lại vườn của chú Nghiệm ở trong Gạch Sập để cập nhật cho các bạn coi tình trạng hiện tại của vườn chú Nghiệm trong quy trình làm bông nghịch vụ 2021 cùng Kỹ sư Thái. Là các bạn có thể thấy phía sau mình đó là gì, nó là vàng lá hiện tại nha, vàng lá hiện tại. Thì các bạn có thể không tin là đây là vàng lá mà nuôi bông 20 ngày, bông 20 ngày mình vô mình còn bất ngờ ở chỗ vàng lá này, nhìn nó khủng khiếp dữ lắm, nó xanh, nó mướt, nó dày, nó óng ánh giống như cây không có bông có trái vậy đó, không có bông gì đó. Còn mình sẽ cho các bạn coi vàng lá như thế nào ha, và vàng bông bữa nay nó đạt chuẩn vậy, bông bàn tay nó như thế nào, cùng mình đi theo dõi. Về vàng lá ở ngoài trước đi, mình cho các bạn coi vàng lá giờ này là 9 giờ sáng ha, nắng nó chiếu vô nè, nó ấp ánh, nóng ánh, nóng ánh rất là đẹp. Và một số cây trong vườn nó đã bắn đọt ra, nó bắn đọt ra và nó đã ra cặp lá. Thì tại sao nó bắn đọt, thì mình có cái quy trình để làm cho lấy đọt trong giai đoạn mang bông ha, thì mình sẽ chia sẻ sau. Còn về trước mắt là mình cho các bạn coi về sơ bộ thôi, coi vàng lá sơ bộ ở ngoài như thế này đó, cũng đứng cái bờ mà ngày trước mình đứng để hướng dẫn làm bông, rồi hiện tại là cái bờ mà mình, cái chỗ mà mình có nói là về cái hướng dẫn về cái gãy lân tạo mầm đối với những cái cây như thế này, 1 ký 1 ký 2, rồi về tỉa chèo, rồi về vàng bông. Thì mình sẽ bước gần cho các bạn coi vàng bông bữa nay đây nha, còn gốc nữa đi, vẫn như cũ nè, phần gốc vẫn là sạch sẽ không thoáng ha, mũ mình vẫn còn để trong gốc. Mấy nay nó mưa liên tục luôn cho nên đất nó khủng khiếp lắm, mưa liên tục đó các bạn, mưa mà mưa 2-3 bữa mưa đêm á, cho nên đất bữa nay đã lắm. Đất này nó mềm vậy nè, đây cho các bạn coi nè, đất này nó mềm, nó mềm ra vậy nè, đất này nó mềm đó các bạn, không đất nó mềm nhão ra luôn, nhão ra luôn, nhão ra đất vậy là đất đang dư nước nè. Nhưng mà kệ, mình đang nuôi bông mà mình đâu có cần ấm hay không ấm, nên là cứ để nước tưới bình thường. Tại vì thời điểm này mình vẫn còn giải phân nè, các bạn thấy đất nó dưới lên, đất nó ra đất sình luôn, nó ra đất sình luôn á. Tại sao kệ nó, đang giai đoạn mang bông mà, mưa lượng nước này bình thường, tại vì ở đây đó là có mương, có mương nè, có mương cho nên mưa xong á nó có ẩm đất đi nữa thì nó cũng gọt xuống mương hết, nhưng mà cũng không ảnh hưởng sao ha. Chừng nào nó ngập mới là vấn đề, nếu mà nước với mương ngập lên trên mặt mô nè thì mới là vấn đề, còn nếu như mà mưa mà cút xuống mương là ngon lành. Còn về vàng bông thì bữa nay nè, nước từ dưới lên trên nha, đây là phần gốc như cũ nè, vẫn sạch sẽ nha, mình nước lên trên cho các bạn coi nè, để nhìn tổng thể cái cây này đó, mới có nửa cây thôi nha, để mình ngước lên cao lên cho các bạn coi tổng thể cây nè, hơi chá nắng chút nha các bạn, chá nắng chút đây, tổng thể cây từ dưới lên trên, các bạn không bao giờ đếm hết được số bông đâu, nãy giờ mình đếm cũng chưa hết, nhưng mà giờ ông lẽ leo lên tránh đếm. Nhưng mà trước mắt là coi vàng dưới nè, đây những cái gì mà gần gần đi mình coi nó dễ hơn đó, những cái nhánh hôm rồi mình có nói về vấn đề mà tỉa chèo, nay nó ra bông, và bông bữa nay á là bông này là bông 20-25 ngày, nó cỡ này các bạn không, một bàn tay của mình vẫn ôm không hết ha, vẫn như cũ đây. Rồi nhánh bên này nữa các bạn thấy nè, đã tỉa bông rồi nha, nó đã tỉa bông rồi, các bạn có thể bông nè, từ trong, từ nhánh trong ra tới nhánh ngoài. Rồi bên này nữa, đây là những cái nhánh ở dưới, nó đều đạt chuẩn gì gì thì bông bằng tay các bạn không, tay nè ôm không hết, nó chưa đạt cái kích cỡ lớn nhất đâu, nó còn bự nữa. Cái này trong vòng 7 ngày tới tiếp theo nó còn bự khủng lên nữa. Còn những cái nhánh ở trên, đã lắm, tuyệt vời lắm đó các bạn, hay những cái nhánh xương cá nè, bông ha, ha về bông đó, nó đã lắm. Rồi về coi gì nữa, coi cuốn bông nữa chứ, coi bông phải coi cái cuốn bông, nên quay cái chùm bông nào nó nhỏ nhỏ có cái cuốn bông, mà bông này nó bự quá trời bự, nhìn cái cuốn bông không được luôn. Để mình qua cái cây khác đi, cái chùm bông quá trời bự nhìn không được, mình qua cái chùm khác, đi qua cái cây khác đi. Vàng lá mà cái cây này hôm rồi mình có chia sẻ về cái bộ đôi mà amino magic mà gin magic để lấy cơ đọt rồi nó đẹp mà nó xanh rồi nó to bản đó, ở cơ đọt trước thì các bạn cũng có thể thấy cũng cái cây này, cũng cái chỗ này rồi sau đó mình dùng cái bộ mà multi te đi chung với là amino đó để lấy đọt cơ sau. Thì hiện tại nè, cái nhánh này mình kêu nhánh xương cá nè đó, cái nhánh xương cá hôm rồi mình có nói về tỉa chèo mấy chỗ
Thì bữa nay ha, bông của nó này các bạn có thể thấy là nhánh nào nó cũng có chùm đều hết. Và cá biệt một số nhánh có 2-3 chùm. Đây. À, các bạn ha, bông bằng tay nè, nguyên nhánh này đi. Mình đâu cần nhiều bông đâu, 1 chùm nè, 2 chùm nè, 3 chùm nè, 4 chùm nè, 5 chùm bông nè. À, một nhánh mà tới 5 chùm bông. Chủ vườn để thôi chứ đáng lẽ để 2 chùm là đủ rồi. Vậy cái cuốn bông á, cái cuốn bông làm sao biết mà nó xanh nó khỏe? Để mình quay lên trên cho các bạn coi nè, đó. Cái cuốn bông á nó mập nè, nó mập mà nó xanh đều. Cuốn bông á nó sạch mà xanh đều, cái này là bỏ ha. Nó mập thì xanh đều, chùm này cũng bỏ luôn nè. Đáng lẽ bỏ. Chùm nè, 1 chùm, 2 chùm là đủ. À, như nhánh nè, để 2 chùm này là đủ, còn những cái chùm này bỏ. Tại sao bỏ? Để nó cũng có đậu được đâu. Không, mà nó đậu đi nữa cũng không có đạt. Mình nhánh 2 chùm là đủ. Còn quay về cái cuốn bông như cũ nè, những cái quy trình mà làm với mình á là cái cuốn bông nó mập. Nhất là nó mập. Mập cuốn mà cái cuốn này nó đều. Một số cái vườn á mà nếu mà so sánh này, các bạn sẽ thấy cái cuốn bông này nó sẽ không đều. Khi cái cuốn bông này nó không đều thì sau này nó nuôi cái bông nó sẽ kém. Bông sẽ kém và sau này nuôi cái trái nó cũng nhỏ. Thì tại sao? Vì cái cuốn bông như cuốn rốn vậy đó, nó dẫn dinh dưỡng từ trong thân nhánh, nó nuôi ngược vô trong bông trong trái. Cái cuốn mà nó yếu thì làm sao cái trái này nó to được. Cho nên làm sao để cho to cuốn thì đó là một cái kỹ thuật của kỹ sư Thái đưa để cho to cuốn. Ví dụ như chùm bông nhỏ dưới này nữa nè. Đây, nhìn dĩ hơn. Các bạn thấy nè, bông này nó nhỏ hơn nhưng mà cái cuốn bông nè. Cuốn bông. Bông rất là đỉnh. Đó, các bạn thấy cuốn bông nó rất là suông, nó rất là đều. Nó xanh đều. Nếu mà cuốn bông á mà nó vàng, nó tối. À, thì đó là dở. Cuốn bông là phải xanh đều và mập. Đó mới là khác biệt. Rồi ha. Đó, một nhánh thôi. Nhưng mà cái cây này nhìn nó đỉnh lắm. Đây nữa nè. Số chùm trong vườn nhìn phê lắm. Đây, một chùm nữa nè. Đó, các bạn thấy nó xanh khủng khiếp xanh nè. Vô đây nó xanh á, chứ ngoài nó còn xanh dữ hơn nữa. Nó xanh nè. Xanh cuộn bông mà chắc nịch. Các bạn thấy bông mà chắc nịch nè. Đó, bông mà rất là chắc. Tuyệt vời lắm. Bên này nữa. Cây này là gần như đạt 100% luôn các bạn. Những cái cây như thế này nè, những cây mà đúng quy trình nè, về miên trạng, về mầm bông đồ, nó đủ quy trình hết á. Nhánh bên này hôm rồi mình có chia sẻ về cái lúc mà tỉa chèo nữa nè. Còn nhìn cả cây. Nó không đều, bông lớn bông nhỏ đi thì dễ tỉa. Đằng này chùm nào chùm nấy nó cũng bự chà bá gì không nè các bạn. Chùm nào chùm nấy, nhánh nào nó bông nó bự vậy nè, dẫn đến nó chủ vườn rất là khó để tỉa. À, ít thì dễ không, đằng này quá nhiều nên khó lắm. Đi qua những cây khác nữa này. Rồi các bạn có thể thấy hiện tại nè, là về dàn lá mình đang đứng hiện tại ha. Mình đứng clip này clip kia, các bạn có thấy clip phía bên kia cũng vậy luôn. Tất cả các cây trong vườn sao đọt nó khủng khiếp lắm. Vàng lá bữa nay nó xanh mà xanh đen, xanh đen. Làm bông mà làm sao giữ được vàng lá nó xanh đen là coi như là cơ bản là đã trúng mùa. Thứ hai á là bông. Bông thì nãy giờ mình cho các bạn coi, mình đang đứng clip bên khác nữa rồi. Hồi nãy mình đứng clip bên kia, giờ mình qua clip bên này. Vườn này tổng cộng tới 2, 4, 6 clip nè, 6 clip. Đi từng clip một ha. Thì á, clip nào nó cũng xanh đen trơn á. Rồi mình cho các bạn coi vàng cây, vàng bông như thế này. Thì á, hiện tại nè là cây nó đang nhóm đọt. Bông đang trong giai đoạn phân 20 tới 25 ngày. Bông giai đoạn từ 20 tới 25 ngày. Vẫn bộ phun bộ dưỡng bông bình thường ha. Vẫn phun cái bộ mà dưỡng bông gồm có nemet, vẫn có nemte, vẫn có bo amino, vẫn có canxi bo. Một bộ đó. Thì tại sao phun bộ đó thì mình đã chia sẻ những cái clip ở những vụ trước rồi. Thì cứ kêu đó là bộ dưỡng bông. Còn về cái phần lá hiện tại nè, phần đọt này nè, Nó đang nhú cái ngầu giết này ra. Đứng đó đi. Nó đang nhú cái ngầu giết này ra ha. Nhưng mà mình sẽ cho kéo đọt luôn chứ mình không chặn lại ha. Mình sẽ cho kéo đọt luôn. Và cái quy trình để kéo đọt á, quy trình để kéo đọt nó gọi là quy trình để kéo đọt chứ không phải là thuốc xịt để kéo đọt nha. Thứ nhất á, là gốc gác là đúng quy trình của mình, sạch sẽ thông cỏ. Thứ hai là cái phân đạm cao một chút, ví dụ như 39:9 hay là
ba số 16 cũng được, cộng với ba 39.9 hoặc là 21.73. Nói chung là mình sẽ đi công thức nào có đạm thì có lân, chủ yếu là đạm để cho cao một chút, không điêu ghê nha, đạm cao chứ không phải là điêu ghê hay là DB. Mình đi đạm nào cao một chút để cho nó vừa nuôi bông được và nó đẩy đọt này ra, thì sắp tới vườn này mình sẽ cho quy trình đẩy đọt cái luôn. Tại vì sao? Bởi vì một số cây nó đã nhú ngồi giết rồi và mình sẽ kéo đọt trước khi bông nó nở để cho các bạn theo dõi đến khi là vườn này nở bông mà đã kịp lấy cây đọt nó lụi như thế nào, hay là đến khi mà bông gần nở mà đọt nó ra thì các bạn sẽ xử lý làm sao, thì mình sẽ có một cái clip riêng mình chia sẻ về cái vấn đề đó. Còn về hiện tại là cái quy trình lấy đọt là gồm gãy phân và phun thuốc. Gãy phân thì mình vừa chia sẻ công thức về phân gãy ở dưới, và một cái nữa là về cái thuốc xịt ở trên. Thì thuốc xịt ở trên nó gồm gồm thuốc mình có chia sẻ ở cái vườn của anh Hạnh ở trên Bà Dư á, là cái bộ thuốc gồm á Mentus đi chung với Multite, và một cái nữa là Amino hàng nhập nha, cho nó chuẩn. Và cái bộ đó mình sẽ đi hai cử liên tục cách nhau 7 ngày để làm gì? Lấy đọt này ra, để lấy đọt này ra. Và một cái khác biệt của cái bộ thuốc mình đang đưa nữa là trong này á, nó vừa làm cho đẩy đọt này ra một cái số 2 phun trúng bông nó vẫn bình thường, nó vẫn mập bông, nó vẫn tốt, nó vẫn trị bệnh. Và một cái nữa là nó sẽ làm cho cây này nó khỏe, vàng lá này giữ vững. Và nếu các bạn theo dõi giùm mình cuối mùa luôn, vườn này ăn trái xong vàng lá nó vẫn tuyệt vời như thế nào ha. Còn giờ đi coi vài nhánh bông nữa đi rồi về. Qua đây, đây qua coi vài nhánh bông nè, các bạn đứng ở ngoài đó ha, thấy đây rồi bông. Bông nó tuyệt vời lắm, tất cả các cây nào trong vườn, nhánh nào nó cũng đều bông hết trơn nè. Chủ vườn đã tỉa rất là nhiều rồi đó các bạn, nhưng mà bông nó rất là tuyệt vời. Những dạng bông thế này nè, bông này khoảng 20 ngày ha, bông khoảng 20 ngày nè, cái cuốn bông lặp lại nha, những cái nhánh các bạn có thể thấy cái cuốn bông của mình làm nè, cái cuốn bông nè tuyệt vời, cuốn bông nó rất là chắc, nó đều, nó suôn giòn, nó đẹp tuyệt vời lắm. Không phải mèo khen mèo dài đuôi mà là nhìn nó đã, nhìn nó đã vuốt, nhìn nó đã gì đâu nhưng nó đã, những cái nhánh này thực sự đâu có cần bông đâu mà. Nhánh bên này đâu cần bông đâu, đâu cần đâu, bỏ ngoài này là đủ rồi nha. Ngoài kia nữa nè, nhánh này mình cho các bạn coi là cái le đọt nó như thế này nè, nhìn vậy thì cũng khó nha, tối nắng quá trời. Các bạn sẽ thấy nhánh bên kia ha, lá bên kia nè, đó nó xanh mà xanh óng ánh luôn. Thì mình zoom gần lại cái mương này bay qua không nổi rồi. Đó, các bạn thấy dàn lá nó xanh mà xanh đen hết trơn vậy nè, xanh đen. Còn nếu các bạn nhìn kỹ á, các bạn sẽ thấy cái ngồi viết ở trên nó ra rồi. Thì mình zoom lại cho các bạn coi ha, ngay chỗ này, ngay giữa màn hình luôn nè, zoom vô nè, dùm lên cho các bạn thấy cái ngồi viết rồi, nó lú ngồi viết ở trên ra đó. Cho nên nếu mà thời điểm này á thì mình không kéo đọt luôn á, đến khi xuống thì nó phóng đọt, phóng đọt thời điểm đó rất là khó để xử lý. Và bông này thì các bạn phải bay qua bển, các bạn phải bay qua cái mương này, rồi các bạn tập lá tìm bông, các bạn mới thấy bông được. Bông từ dưới gốc lên tới trên dơ luôn, để sao mà bay qua clip bên đó coi cây bự này. Bên này cũng vậy luôn, cây bên này cũng vậy luôn. Rồi anh bên này, bên này nè, lú ngồi giết một rồi, lú ngồi giết rồi như thế này. Các bạn thấy lú ngồi giết kìa, lú ngồi giết kìa nè. Cho nên á mình phải kéo đọt luôn, nếu mà không kéo kịp là nó sẽ tới chừng số nhị nó đẩy đọt ra, mệt lắm. Rồi vàng lá tuyệt vời, chung là vô cập nhật tình hình cho các bạn coi. Sao đứng đây cái thôi. Rồi các bạn ha, mình đã cho các bạn đi coi một vòng vườn của chú Nghiệm ở tình trạng bông 20-25 ngày, và vàng lá bữa nay nó đang nhú cái đọt ra ha, nhú cái ngồi viết ra, thì mình sẽ cho kéo đọt. Còn về cập nhật vườn là như thế này. Rồi hẹn các bạn ở những cái video clip lần sau, khi mà vườn của chú Nghiệm qua những cái giai đoạn số nhị hay là giai đoạn đầu trái. Mọi chi tiết xin liên hệ về số điện thoại để trên màn hình, kỹ sư Thái 0986 550 899. Cảm ơn các bạn.